Thánh gia là tột đỉnh của sự khôn ngoan, cũng là tột đỉnh của vinh quang Thiên Chúa. Chân lý đó đã được thể hiện cao nhất chính trong cuộc đời của con Thiên Chúa nhập thể và cuộc khổ nạn và phục sinh của Người là Đức Giêsu Kitô. Abraham là hình tượng báo trước về mặc khải đó. Tổ phụ của dân Israel, tổ phụ của những người tin, chính bản thân mình sống chứng từ đó. Ơn gọi của Abraham thể hiện qua hai giai đoạn. Vì tin Chúa và Chúa mời gọi từ bỏ quê hương vùng Ur Calde, từ bỏ gia đình, từ bỏ quê cha đất tổ, từ bỏ gia sản, từ bỏ tất cả những mối quan hệ ruột thịt thân yêu để ra đi mà không biết đi đâu. Chỉ biết đi tới nơi Chúa sẽ định, miền đất Chúa hứa. Nhưng ông vẫn tin, tin đón nhận lời Thiên Chúa mời gọi là hy sinh, là từ bỏ. Đúng hơn, tin là ông đã chọn, chọn thì phải từ bỏ. Chọn cô này phải từ bỏ cô kia, chọn của cải này phải từ bỏ của cải nọ. Abraham đã chọn cái gia sản đó là đất hứa và đông đảo hậu duệ con cháu, lời Chúa hứa. Chọn điều đó và ông tin Chúa thực hiện. Ông chấp nhận từ bỏ, hy sinh gia đình, của cải, tất cả mọi sự. Nhưng chỉ đến khi đức tin của Abraham được thử thách đến tận cùng, như câu chuyện chúng ta nghe, Abraham được Chúa kêu gọi và hiến tế Isaac, người con một, người con duy nhất của lời Chúa hứa sẽ thực hiện, là Isaac, là đem hiến tế con của mình. Ông thực sự hoang mang, bối rối, thất vọng, có thể nói như vậy. Không biết lời Chúa hứa sẽ thực hiện như thế nào, nhưng ông tin Thiên Chúa tuyệt đối, Thiên Chúa toàn năng, có thể làm điều con người không thể làm được. Và ông vâng lệnh đưa con đi để hiến tế con ở trên đồi Moria. Cha con đi lên đồi, con cầm lửa vác củi, hỏi cha: có củi đây rồi, có lửa đây rồi, còn con vật hiến tế đâu thưa cha? Abraham xót xa ngậm ngùi cay đắng, đau đớn nói: Thiên Chúa sẽ liệu con ạ. Và quả thật cuối cùng, khi sắp giơ tay để sát tế con, Chúa cho thiên thần giữ tay ông lại và nói: vì ngươi đã tin nên ngươi sẽ trở thành cha của những kẻ tin. Như vậy tin là cả khi không còn có lý do gì để tin nữa, tuyệt vọng mà vẫn tiếp tục đi tới, vẫn cậy trông. Đó là tin, vì Thiên Chúa là đấng tuyệt đối, toàn năng. Thiên Chúa đã hứa, Thiên Chúa thực hiện, không như con người chúng ta hứa một đàng làm một nẻo. Câu chuyện thứ hai chúng ta vừa nghe trong Tin Mừng là câu chuyện lịch sử Đức Giêsu Kitô, mà chúng ta tin chính là con một Thiên Chúa làm người, đã chấp nhận
vâng lời cha mình để thực hiện cho trọn con đường cứu độ, chấp nhận cái chết. Trong cuộc biến hình trên núi ngày nọ, lại là mặc khải về thánh giá, về thập giá sắp tới. Biến hình thật ra là để cho các môn đệ, đặc biệt là ba người môn đệ thân cận nhất, thấy được vinh quang mặc khải tỏ hiện trong tương lai, như là để nâng đỡ các ông sẽ đi qua cùng với Ngài trong cuộc khổ nạn sắp tới. Trong cuộc biến hình đó, tác giả kể cho chúng ta nghe Môsê đại diện cho lệ luật, Elia đại diện cho các tiên tri đã hiện ra đàm đạo với Chúa và đàm đạo về chính cái cuộc vượt qua sắp tới của Đức Giêsu Kitô. Toàn bộ mặc khải cựu ước tập trung vào mặc khải tân ước, trung tâm điểm là nhân vật Giêsu Kitô, là lời Thiên Chúa. Trong đám mây, các tông đồ, các môn đệ, tất cả chúng ta nghe lời chính Thiên Chúa nói: này là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Lời của phàm nhân, lời của thế gian không chắc chắn, không là chân lý tuyệt đối. Lời của Đức Giêsu Kitô là lời của chính Chúa Cha, là lời của Thiên Chúa, là lời tuyệt đối. Lời đã phán, đã nói thì thể hiện, thực hiện. Đó là Thiên Chúa tuyệt đối. Lời ấy là gì? Thưa, lời ấy chính là tình yêu thể hiện qua sự hiến dâng chính mình thì tồn tại đời đời. Những ai tin vào tình yêu thì bước đi trước tôn nhan người trong cõi đất dành cho kẻ sống. Như lời Thánh Vịnh Đáp Ca chúng ta cất lên khi nãy, quả thật thánh giá trong thời gian cận kề sắp tới mà các môn đệ cùng với Chúa Giêsu sẽ đi qua chính là con đường phải đi qua, con đường dâng hiến của tình yêu đến tận cùng. Và đó là sự khôn ngoan. Biến hình là thể hiện cái thần tính của Đức Giêsu Kitô, và cũng là bản chất của Thiên Chúa tình yêu, đó là hiến dâng chính mình. Yêu là tự hiến, yêu là hiến dâng, yêu là hy sinh, mà hy sinh là chấp nhận mất, nhất là mất cái điều quý giá nhất, là mất chính mình, mất sự sống của mình vì người mình yêu. Đó là Thiên Chúa, Thiên Chúa tình yêu mà Gioan đã mặc khải đích danh Thiên Chúa là tình yêu cho chúng ta biết. Kể cho anh chị em hai câu chuyện này, Thiên Chúa vẫn tiếp tục cùng với những kẻ tin như Abraham, là các môn đệ, những tín hữu chúng ta đây, tiếp tục sống cuộc khổ nạn đó. Và thấp thoáng chúng ta vẫn như các tông đồ nhận ra được vinh quang phục sinh đâu đó chính trong bóng hình thập giá của chúng ta. Câu chuyện thứ nhất, một người linh mục một ngày nọ giải tội. Linh mục mới ra trường còn trẻ, đôi 30 tuổi gì đó, chợt có một người vô xưng tội. Ông thú nhận một tội mình đã giấu giếm cả đời, giờ đây muốn xưng thú vì lương tâm ấy nấy không thể yên được. Đó là tội ông đã giết người trong một tai nạn, ông gây ra tử vong cho một người
hai mươi mấy năm trước, vào một đêm nọ, khi đang lái xe trong tình trạng say rượu, tông chết. Nhìn lại thấy có một cậu bé 8-9 tuổi ôm xác cha mình đang nằm đó trên đường, khóc nức nở kêu cứu, xin cứu cha tôi. Nhưng người này sợ quá bỏ chạy mất. Và suốt 20 năm qua đã áy náy lương tâm như thế. Ông không bị giam tù, ông không bị kết án, nhưng ông, linh hồn ông đã bị giam trong tù ngục suốt 20 mấy năm, không thể yên được. Và giờ đây, trong tình trạng của căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, ông muốn xin thú tội lỗi và tìm đến lòng thương xót hay tha thứ của Thiên Chúa. Ông hỏi linh mục: Thiên Chúa có thể tha thứ được tội lỗi tày đình này của con không? Nói đoạn, ông ho ra máu và ngã gục xuống đất. Vị linh mục khi nghe câu chuyện rằng ông đã gây tai nạn 20 mấy năm trước trên con đường từ ngọn đèo kia đi xuống một tỉnh lỵ nọ chỗ ông ở, chợt nhớ ra chính là cha của mình 20 mấy năm trước bị tai nạn chết, và đứa trẻ đó không ai khác hơn là chính ông, giờ đây thành một linh mục. Lòng ông căm phẫn, nhưng ra dựng người hối nhân kia dậy để xưng tội tiếp tục. Nhưng trước khi tha tội, ông thấy lòng ông không thể tha thứ được, bởi vì ông cũng căm giận cái kẻ đã giết cha mình, đã bỏ cha mình khi tông cha mình chết mấy mươi năm trước kia một cách nhẫn tâm vô tình ác độc. Ông cầm lấy sâu chuỗi đã rớt ra từ con người của cha thì chết năm xưa, lần chuỗi trước mặt bàn thờ, quỳ trước bàn thờ, đọc kinh lạy cha chúng con ở trên trời. Tới đoạn, xin tha tội chúng con như chúng con cũng tha. Ông im bặt, bởi vì ông cảm thấy chưa hề chấp nhận tha thứ cho kẻ đã giết cha mình. Giờ đây kẻ ấy lại là hối nhân đi vào xưng tội một cách hết sức tình cờ, ngẫu nhiên, hay có một sự quan phòng sắp đặt màu nhiệm nào đó. Nhưng rồi nhìn lên thập giá, kẻ bị đóng đinh chịu đâm thâu máu chảy kia, nhìn qua bên thấy người mẹ ôm xác con kia, tượng sầu bi của Đức Mẹ Maria ôm xác con Chúa Giêsu, và ông nghiệm ra được cái sự khôn ngoan của Thiên Chúa vô cùng là tình yêu. Tình yêu hiến dâng đến độ tha thứ. Người con ấy trên thập giá nói lời cuối cùng: lạy cha xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Một câu chuyện gần đây, mới ngày hôm kia, một đại gia bị con nợ giật $1 triệu. Công ty đòi nợ giùm đã gợi ý đe dọa con nợ bằng cách dọa cắt tay, dọa bắt cóc con nhỏ của con nợ. Cuối cùng cũng không thành vì người ấy không còn khả năng trả nợ. Khi sắp hạ thủ để thực hiện cái điều mình dọa thì người ấy bảo ngừng lại, vì hình ảnh hiện ra là chính kẻ mà người ấy đã tin chịu đóng đinh chết trên thập giá, Giêsu Kitô. Giờ đây trắng tay, con nợ còn kia cũng vào vực thẳm khóc lóc, và anh ấy nói: vì tin Chúa không thể tiếp tục làm điều đó. Đức tin và luân lý là một. Đời sống thiêng liêng và đời sống luân lý là một. Tin Chúa thì phải sống, phải hành động như lời Chúa dạy. Lời Chúa đem lại sự sống đời đời. Và chính trong những thập giá này của cuộc đời,
mà ta nghiệm ra đâu đó vinh quang thể hiện, gọi là hiển dung, nghĩa là dung mạo thần tính của Thiên Chúa, của Đức Giêsu Kitô hiển lộ ra trong cuộc đời, trong những lúc ta cảm nhận dẫu đau đớn đau khổ nhưng hết sức vui và bình an trong tận đáy tâm hồn của kẻ tin, như Abraham, như ông linh mục kia chấp nhận tha thứ và nói lên lời tha thứ của Chúa, cũng là lời tha thứ của ông cho hối nhân và lời tha thứ của đại gia, dẫu sống trong tội lỗi nhưng tình Chúa. Đó là những cuộc hiển dung hiện nay vẫn tiếp tục trong cuộc đời người tín hữu, thưa anh chị em. Và đó chính là sự khôn ngoan tột đỉnh, như Thánh Phaolô nói, thánh giá là tột đỉnh của sự khôn ngoan, vì khôn ngoan là dẫn tới sự sống. Ngược với khôn ngoan là chạy theo những cái chết, là chọn lựa những thứ mê dại u mê, chống qua vô thường. Amen. Thưa anh chị em, tuần trước anh chị em còn nhớ là chúng ta đã nghe kể chuyện về ông Noe và Lụt đại hồng thủy. Tuần này Hội Thánh lại kể cho chúng ta nghe một câu chuyện khác ở trong Kinh Thánh Cựu Ước, câu chuyện rất cảm động. Đó là việc tổ phụ Abraham sát tế con mình là Isaac dâng cho Chúa. Và cũng như lần trước, để anh chị em hiểu bản văn Kinh Thánh hơn, thì tôi muốn nhắc lại những bối cảnh, để khi đặt mình vào bối cảnh đó chúng ta mới biết rõ câu chuyện hôm nay. Tổ phụ Abraham được Thiên Chúa kêu gọi là hãy ra đi đến một nơi ta sẽ chỉ cho người, và ta sẽ làm cho ngươi trở nên cha của một dân đông như sao trời và cát biển. Abraham vâng lời Chúa ra đi, bỏ lại mọi sự ở đằng sau. Chúa hứa là ông ấy sẽ trở nên cha của một dân đông như sao trời và cát biển, mà chờ hoài không thấy. Già rồi vẫn không có một con nào hết, thì đấy lấy đâu ra là dân đông như sao trời với cát biển. Thì chờ lâu quá thì bà vợ của ông ấy là bà Sarah mới sốt ruột, mới nói với tổ phụ Abraham: thôi tôi có đứa tớ gái đó, ông nhận nó làm thiếp đi, kiếm một đứa con nối dõi. Thế tổ phụ Abraham nhận cái người tớ gái của vợ mình làm thiếp, sinh được một đứa con. Nhưng mà Chúa bảo đứa con này không phải là đứa con theo lời hứa của ta, mà chỉ là đứa con theo xác thịt thôi. Tổ phụ Abraham lại chờ tiếp, và cuối cùng thì cũng có một mụn con do chính bà Sarah sinh ra, và ông đặt tên cho đứa con đó là Isaac. Anh chị em tưởng tượng xem, Isaac, đứa con trai duy nhất trong tuổi già của tổ phụ Abraham, quý giá như thế nào. Nó là niềm hy vọng duy nhất của đời ông. Vậy mà bây giờ mới đến câu chuyện hôm nay. Chúa nói với tổ phụ Abraham là hãy đem Isaac lên trên núi sát tế dâng cho ta. Ai trong anh chị em một ngày nào đó mà Chúa phán với mình như vậy thì anh chị em tính sao? Thôi miễn thì tôi khỏi theo đạo luôn, phải không? Quá đáng. Vậy mà tổ phụ Abraham cũng vâng lời, đem con mình là Isaac lên núi sát tế dâng cho Chúa. Thế bây giờ tôi hỏi anh chị em, so sánh giữa câu chuyện tôi vừa kể, tức là bài đọc thứ nhất hôm nay đó, với bài tin mừng
nói về cuộc biến hình của Chúa Giêsu, anh chị em có thấy giống nhau không? Tôi chắc là anh chị em sẽ bảo tôi giống nhau cái gì đâu. Một bên là một người cha phải giết chính con mình đau thương vất vả, một bên là Chúa Giêsu biến hình sáng láng như thế, thế thì giống nhau cái gì đâu. Bây giờ để tôi chỉ cho anh chị em thấy có những điểm nào giống nhau trong hai câu chuyện. Cả hai câu chuyện này đều diễn ra trên núi. Tổ phụ Abraham sát tế con mình trên một ngọn núi gọi là núi Moria. Còn Chúa Giêsu biến hình cũng trên một ngọn núi là núi Tabor. Và sau núi Tabor này không bao lâu sẽ đến núi Sọ. Cả hai câu chuyện trong đó nhân vật chính đều là hai cha con. Trong câu chuyện dâng của lễ lên cho Chúa, hai cha con là tổ phụ Abraham và con là Isaac. Còn trong cuộc biến hình của Chúa Giêsu, hai cha con là ai? Chúa Giêsu thì đã rõ rồi, nhưng anh chị em đừng quên tiếng Chúa Cha phán từ trời cao: này là con ta yêu dấu, hãy nghe lời người. Hai cha con. Rồi cả hai câu chuyện đều có những yếu tố liên quan đến một lễ tế. Dâng lễ thì phải có bàn thờ chứ, dâng lễ thì phải có của lễ chứ, phải không? Trong câu chuyện của tổ phụ Abraham, ông dựng bàn thờ và của lễ chính là con một của ông Isaac. Nhưng mà sứ thần cản lại. Sau đó tổ phụ Abraham bắt một con cừu đực và giết nó dâng cho Chúa. Thế còn trên núi Tabor bàn thờ đâu, của lễ đâu? Chúng ta không thấy. Nhưng ở cuối bài tin mừng, Thánh Marco kể thế này: từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ không được kể lại cho ai nghe những điều các ông vừa thấy trước khi con người từ cõi chết sống lại. Chúa Giêsu bắt đầu nói đến cái chết rồi, anh chị em thấy không? Nếu mà chúng ta đọc tin mừng Marco thì sẽ thấy là sau câu chuyện về cuộc biến hình này, Thiên Chúa dẫn con của Ngài là Chúa Giêsu bước vào cuộc thương khó, dẫn đến núi Sọ và dâng mình trên núi Sọ. Bàn thờ là thập giá này và của lễ là đấng chịu đóng đinh trên thánh giá. Và cả hai câu chuyện cũng đều có yếu tố này là củi và gỗ. Tổ phụ Abraham đưa con là Isaac lên trên núi để sát tế. Thì trên đường đi, Kinh Thánh kể Isaac vác củi trên vai. Còn Chúa Giêsu thì anh chị em biết rồi, Ngài vác cây gỗ mà chúng ta gọi là thập giá từ Jerusalem lên núi Sọ. Bây giờ anh chị em thấy giống nhau chưa? Và tôi kể những chi tiết đó để làm cái gì? Để chúng ta chỉ đừng có đọc một bài đọc thứ nhất về chuyện tổ phụ Abraham sát tế con là Isaac. Bởi vì nếu mà chỉ đọc cái bài đọc đó thôi đó, thì có lẽ trong lòng chúng ta sẽ đặt những câu hỏi: trời ơi, sao mà Chúa ác dữ vậy? Tổ phụ Abraham có mỗi một đứa con duy nhất là Isaac, mà Chúa nỡ lòng nào mà Chúa tước đi của người ta? Chúa bắt người cha phải giơ con dao lên mà đâm xuống con mình, sao mà Chúa ác dữ vậy?
Và không chừng ở trong cuộc đời của mình, thỉnh thoảng mà gặp những cái gì khó khăn, mình cũng lầm bầm ở trong bụng vậy. Nhưng mà nếu chúng ta đọc cả bài tin mừng như tôi mới nói đó, anh chị em sẽ khám phá ra rằng cái câu chuyện về tổ phụ Abraham sát tế Isaac nó chỉ là một hình ảnh để dẫn chúng ta tới một câu chuyện khác quan trọng hơn nhiều, nhưng mà nhiều khi chúng ta lại quên. Đó là câu chuyện Thiên Chúa hiến dâng chính con một của Ngài trên thập giá. Đúng là Thiên Chúa truyền cho tổ phụ Abraham đem con là Isaac sát tế dâng cho Chúa. Nhưng mà Kinh Thánh kể rõ ràng, khi Abraham vung con dao lên để đâm xuống thì sứ thần Chúa nắm tay lại, ngăn cản ông đừng giết Isaac. Và nếu Chúa có làm như vậy thì cũng chỉ là để thử lòng ông thôi. Thế còn thưa anh chị em, trên núi Sọ, trên đồi Gôn-cô-ta đó, khi quân dữ đóng đinh Chúa Giê-xu vào thập giá, thì có bàn tay nào ngăn lại những cánh tay đóng đinh đó không? Khi quân dữ đóng đinh Chúa Giê-xu vào thánh giá và cả ngàn người Do Thái vây quanh đó, họ la lên án, thì có tiếng nói nào cất lên để phản đối không? Không có. Và lúc đấy chúng ta mới khám phá ra tại làm sao mà Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai Ngài kêu lên: đến như chính con một mà Thiên Chúa cũng chẳng dung tha, nhưng trao nộp vào tay tất cả chúng ta. Thì một khi Ngài đã ban người con đó, lẽ nào Chúa lại chẳng rộng ban cho chúng ta mọi sự hay sao? Đến như con một mà Thiên Chúa cũng chẳng dung tha, nhưng đã trao nộp vào tay chúng ta. Cái sứ điệp Kinh Thánh mà hôm nay Hội Thánh muốn công bố là ở đây nè, là chính Thiên Chúa đã hiến dâng con mình cho nhân loại để bày tỏ tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Thưa anh chị em, mùa chay là mùa sám hối. Và sám hối theo Kinh Thánh có nghĩa là thay đổi cái gì nó sâu xa trong con người của mình, thay đổi suy nghĩ, thay đổi cách nhìn của mình, rồi từ đó mới thay đổi đời sống của mình. Đối với chúng ta là những người có đức tin tôn giáo đó, cái điều thay đổi sâu xa nhất là gì? Là quan niệm của mình về Thiên Chúa. Nhiều khi mình tin Chúa nhưng mà mình cứ nghĩ Chúa là đấng ghê gớm lắm, ông ấy đặt ra đủ thứ luật lệ làm khổ chúng ta. Chúa là đấng thích trừng phạt lắm, ông ấy chỉ rình rình nếu mình phạm tội là ông ấy đẩy mình xuống hỏa ngục. Giữ đạo như vậy thì mệt quá. Ông thưa anh chị em, các bài Kinh Thánh hôm nay muốn nói với chúng ta, Thiên Chúa là một người cha, một người cha hơn Abraham nhiều. Và người cha đó thương chúng ta lắm đến nỗi hiến ban Chúa Giê-xu là con một của Ngài cho chúng ta. Và mình sống đạo là sống với đạo lòng con đối với Chúa là cha trên trời. Hôm qua tôi đọc báo, thấy có một bài tựa đề là: có điện thoại ở trong tay ấy, thì con cái nó giống như là bị ma nhập. Và người ta kể hai câu chuyện. Một cái cháu bé 9 tuổi, ba má đi làm, bà ngoại ở nhà chăm sóc. À, đến giờ ăn cơm rồi gọi nó xuống, nó không xuống. Gọi mãi thì nó mới xuống. Xuống thì mắt nó cứ chăm chăm, nó nhìn cái điện thoại, nó ăn uống gì đâu.
Bà ngoại thì chắc là cũng hơi bực, mới giật cái điện thoại ở trong tay nó. Anh chị em biết nó làm gì không? Nó cho luôn cái tô cơm vào mặt bà ấy. Câu chuyện thứ hai kể một cháu bé khác 14 tuổi. Mấy ngày Tết, bà con, anh chị em trong gia đình về nhà gặp gỡ vui vẻ. Mà nó thì nó cứ ở trên phòng, điện thoại suốt, mẹ gọi xuống cũng không xuống. Bà nó bực quá, bà nó lên, bà nó tước cái điện thoại. Anh chị em biết nó làm sao không? Nó vùng lên, nó đẩy ba nó vào tường, nó giằng cho bằng được, đến nỗi mà các cô chú phải can. Chắc là chúng ta cũng có nghe, có biết cái chuyện nó không chừng ở trong nhà mình, mấy cháu nó cũng hơi hơi vậy, mê điện thoại quá. Và chắc chắn là anh chị em thấy cái cách hành xử của các cháu bé như vậy là không được. Nhưng bây giờ chúng ta bình tĩnh nghĩ lại thử coi, có khi nào chính mình cư xử với Thiên Chúa như vậy không? Mình tin Chúa là cha đấy, yêu thương mình đấy, đấy là nói miệng thôi. Nhưng mà có khi nào mình cư xử với Thiên Chúa theo cái kiểu những đứa bé vừa rồi? Chẳng hạn như là mình đang sống ở trong tội, đang làm cái điều bất chính gì đó, Chúa khuyên bảo, không những không nghe, mình còn giận dỗi, còn bực tức, còn trách móc Chúa. Mình đang sống trong tội, Chúa dùng một sự kiện, một biến cố nào đó để lôi mình ra khỏi cái vòng tội lỗi. Mình lại phản ứng bằng cái sự giận dữ, phàn nàn, chửi bới Chúa. Chúng ta suy nghĩ lại thử coi. Cho nên sám hối là thay đổi cái cách nhìn của mình về Thiên Chúa, và từ đó thay đổi cái cách sống. Và cụ thể là làm theo lời mà Chúa Cha đã tuyên phán về Chúa Giêsu: đây là con ta yêu dấu, hãy nghe lời Người. Tôi không nói với anh chị em là nghe lời Chúa, sống theo lời Chúa là dễ đâu. Nếu tôi nói như vậy, tôi là kẻ nói dối, và tôi không có kinh nghiệm chút nào về đời sống theo Chúa. Nhưng tôi sẽ nói với anh chị em là theo Chúa không dễ đâu, khó khăn lắm đấy. Bởi vì lời Chúa nhiều khi đi ngược lại cái suy nghĩ tính toán bình thường của thế gian của chúng ta. Bởi vì lời Chúa nhiều khi đòi hỏi mình phải từ bỏ những cái mà mình yêu mến, mình gắn bó chặt lắm, cho nên bỏ đi thì đau đớn lắm. Và bởi vì lời Chúa luôn luôn mời gọi mình vác thập giá, cho nên khó khăn, không có dễ đâu. Nhưng có một điều chắc chắn thế này, thưa anh chị em, như Thánh Phaolô nói, đến ngay cả con một mà Thiên Chúa cũng không tiếc nhưng đã trao nộp vào tay chúng ta, thì một khi đã ban Người Con đó, còn có gì mà Chúa không ban cho chúng ta. Cho nên đó là một điều chắc chắn, Thiên Chúa yêu thương mình, và khi đi trên cái con đường mà Ngài chỉ dạy, đó sẽ là con đường dẫn đến sự sống, niềm vui, hạnh phúc, không chỉ chóng qua nhưng trọn vẹn và bền vững từ muôn đời. Amen.